Vâng, em Hoàng Tưởng xin chào cả nhà. Chào cả nhà lại đến với video tiếp theo của em. Hôm nay em lên nói chuyện với cả nhà là vải một số vườn không tỉa. Đấy cả nhà, không tỉa và lọc. Nó hay bị xoăn. Nói chủ đề về vải một số vườn nó không tỉa. Thì và số lọc mà anh em nó ra hay bị xoăn lọc và cắt kéo, em cũng sẽ nói qua một chút nha cả nhà nha. Bởi vì nhiều bác ấy và xem những cái video là sau thì là các bác là không biết là cách làm lọc của em. Như theo năm ngoái thì là em lên kênh ấy thì là nó chỉ được khoảng độ tầm 1.600 đến 1.700 anh em đăng ký, và năm nay nó đã rơi vào 2.800. Thì tương tự là hơn 1.000 anh em là nó không theo dõi được về cái cách làm lọc của em năm ngoái. Thì em sẽ nói qua một chút. Đấy, có bác đã hỏi bảo em là tỉa dao với tỉa kéo nó khác gì nhau. Và lần đầu tiên nói là tỉa dao nó... lần đầu tiên mới nghe nói là tỉa dao với tỉa kéo nó khác nhau. Đấy, những bác mà làm chưa làm vải lâu năm ấy thì là các bác chưa hiểu. Thì hôm nay em lên video thì là chủ nhật là ngày 30 tháng 6 năm 2024, nhằm ngày 25 tháng 5 năm Giáp Thìn. Thì đầu tiên em sẽ đi nói về những vườn vải chưa tỉa nha cả nhà nha. Không biết là có sau này có tỉa hay không thì cái đấy là em không rõ. Nhưng mà hiện tại thời điểm này là chưa tỉa nha cả nhà nha. Đấy, chưa tỉa mà có vấn đề rộng và chưa làm. Đấy cả nhà nhá. Thì em sẽ đi nói về những cái vườn vải mà chưa tỉa ấy. Chưa tỉa hoặc là sẽ không tỉa và sẽ để lấy lọc cả nhà, kiểu như vậy. Đây. Thì những vườn vải năm nay ấy, thì là nó đã chưa tỉa ấy, thì là nó đã ra cái lọc kiểu này này. Đấy. Đấy, chưa tỉa nhá cả nhà nhá. Đấy, lọc của nó này. Đấy, gọi là những cái vườn mà năm nay chưa tỉa đây. Đấy, lọc nó ra kiểu như này. Một số lọc thì nó cũng đã ra rồi. Và một số lọc ra ấy, thì là sâu nó ăn hết. Đấy. Như mầm này ấy, thì em có trả lời câu comment của Đức Thịnh là bên Hỗ Đáp ấy, bảo là tại sao là cây vải con đấy cả nhà, cây vải con, cây vải nhỏ ấy, tại sao lại không chặt ngọn và để nó lớn. Thì như những cây vải con ấy thì là các bác nếu mà năm nay không có được mùa ấy thì ra lọc cái này là mình cứ phun lấy thôi, thì là mình để nó lớn nhá. Đấy, bởi vì cây vải con ấy thì là nó có sức, kể cả sâu ăn ở đây, đây này, đấy những cái mẫu sâu ăn này thì là nó vẫn có sức vươn, nó vẫn ra được. Nhưng mà mình phải tỉa trong thưa đi cả nhà, tỉa trong cái thán, gọi là những trong cái tán này này, trong cái tán này là mình phải tỉa những cành tăm nó thưa đi nhá cả nhà nhá, tỉa cành tăm thưa đi thì nó mới lên, nó mới bung lên mạnh, thì là những cái cành, ví dụ như những cành này nó mới lên được, là mình phun ấy thì là nó mới lên được. Nếu mà nói bảo là như những cây vải già, gọi là cây vải già độ trên 10 năm đổ lên mà mình không tỉa lại đấy, trên 10 năm hoặc là 15 năm đổ lên đấy, là những cái mẫu mà nó bị sâu ăn thế này này là nó sẽ hỏng nhá. Nó khó ra lắm cả nhà. Con sâu ăn vào nó rất kỵ cái mồm con sâu ăn cắn lộc non này là nó phun nó không ra, nó bị hỏng. Nhưng mà đối với cây vải tơ ấy chỉ cần tỉa thưa là ở trong ấy là bao nó ra nhá. Đấy. Cây vải tơ, cây vải con này ấy, là nó chỉ rơi vào như cây những cây vải này thì nó chỉ rơi vào khoảng độ tầm 4-5 năm thôi cả nhà. Đấy, như những cây vải này nó chỉ rơi vào 4-5 năm thôi. Nên là lực của nó rất khỏe. Đấy cả nhà. Đấy. Thì đấy là về cây vải có tỉa hay không tỉa ấy. Thì là những cây vải con này mình có thể là nó chưa giao nhau. Ví dụ từ đây ra đây thì là nó chưa giao nhau thì là mình không nên tỉa. Đấy. Là lấy tỉa thưa đi là để cho nó bung, là mình lớn thêm. Đấy. Đấy là về vấn đề tỉa không tỉa là những cây vải
cây vải to thì mình nên tỉa, thì còn cây vải bé thì không nên tỉa. Thì đấy là câu chuyện là nói đầu tiên. Thì và về vấn đề cái lộc, lộc hay bị săn đấy cả nhà, lộc hay bị săn đấy, thì là lộc bị săn đấy thì là anh em đây này, đây như cái lộc già này nó cũng bị săn đây này đấy. Nếu mà lộc anh em bây giờ làm, hiện tại bây giờ làm ấy, thì là nó bị săn ấy, là nó kiểu này, là nó gặp trời mưa nó nhiều, hoặc là những bác mà ở cái vùng, cái vùng mà có không khí nó gọi là ô nhiễm ấy cả nhà, gọi là ô nhiễm không khí ấy, gọi là nó tương tự như là ở những cái vùng mà nó hay có nhiều khu công nghiệp nó xả khói ra đấy cả nhà, ví dụ những cái lò gạch hay là ở khu công nghiệp hay lò than gì đấy nó xả khói ấy. Xong là nó gặp mưa nó tích tụ ấy, gọi là nó gặp cái lượng mưa nó thường thường mình hay gọi là mưa nó ở trong trong lượng nước mưa nó có chữ axit ấy cả nhà, đấy có chữ axit ấy là nó làm cái lộc non của mình ấy mới ra ấy, thì là nó hay bị co đấy, là về cái lộc nó hay bị xoăn đấy, đấy là nó về gặp mưa nhiều là nó hay bị kiểu như vậy đấy. Thì một số bảo là lộc, lộc nó hay bị xoăn kiểu này là do bị chích hút đấy. Nếu mà chích hút ấy, thì các bác phun thuốc sâu ấy là nó những con côn trùng hay là những con sâu cắn phá chích hút ấy, thì nó không có đấy, các bác phun được sạch ấy thì nhưng mà nó vẫn bị xoăn này này là nó không phải vấn đề đấy nhá cả nhà nhá. Đấy nó do là không khí ô nhiễm hoặc là mưa nhiều là nó bị cái lộc này nó bị xoăn kiểu này, là nó gặp kiểu như mình là bị bắt đầu là nó chuyển sang cái vấn đề là bắt đầu là khô xoăn, xong là bóp nó đi sập sọp ấy cả nhà, nó bị chết lộc ấy, thì là nó do ô nhiễm không khí với lại mưa nhiều, và do là bắt đầu là nó bị ảnh hưởng như vậy là nó sinh ra là bị nấm khuẩn bệnh đấy, từ gọi là môi trường không khí đấy cả nhà nhá, nó thì nó ra là cái bệnh như vậy đấy. Nếu mà cái lộc lá như thế là nó sẽ bị hỏng co kiểu này, nhưng mà nó không việc gì đâu cả nhà, không việc gì, cái đấy là nó mình cứ phun được đấy thì là nó vẫn có cái nền tảng lộc của nó đấy. Xong là bắt đầu là mình lấy lộc hai, lộc hai thì nó khác đẹp thôi, bởi vì cái lộc đầu ấy thì là nó bị hỏng ấy, hỏng kiểu này đấy thì là bắt buộc mình phải lấy lộc hai. Thì là lúc lấy lộc hai đấy thì là em nên khuyên các bác là tác động thêm mà cho một ít đạm nhá cả nhà nhá, để nó có lực đấy. Nếu nó không, các bác không tác động đạm ấy mà để nó ra tự nhiên đấy thì là nó ra yếu hơn đấy. Em khuyên cả nhà là nên là tác động một ít đạm nếu mà chuẩn bị lấy lộc hai đấy, là để cái lộc nó khỏe, nó ra dài hơn đấy. Là cái vấn đề là cái lộc nó bị xoăn kiểu này đấy, thứ nhất là do không khí ở khu vực gọi là vùng đấy ô nhiễm, mà nó bị mưa xuống là nó có chất axit và nó bị xoăn kiểu này là nó chuyển sang bệnh nấm vi khuẩn do thời tiết nhá cả nhà nhá. Đấy gọi là nó do thời tiết lượng mưa nhiều đấy, gọi là vấn đề. Nói ba vấn đề rồi thì em bắt buộc là em phải nói vấn đề và hai tranh cãi là ngày trước là em có lên video là từ năm ngoái đấy cả nhà, từ năm ngoái rồi đấy. Năm ngoái là em lên video là cắt kéo hay là tỉa dao ấy cả nhà, lên video ấy thì là anh em tranh luận cũng rất chi là gay gắt nhá cả nhà nhá. Đấy thì em không muốn nói về cái vấn đề dùng kéo hay dùng dao ấy, thì là năm ngoái em có lên video rồi thì là em phân tích rất kỹ cả nhà, đấy phân tích rất kỹ, nhưng mà nhiều anh em là đăng ký sau làm lộc ấy, nếu mà đăng ký sau ấy thì là chưa hiểu và chưa xem được những cái video của em là bảo ấy cả nhà. Đấy thì là em hôm nay em lên là nói một chút về cắt dao hay cắt kéo cho cả nhà nhá. Đấy thì em cũng trả lời các bác rồi, bởi vì nếu mà cắt kéo đấy thì các bác em làm ấy thì là cắt kéo là em không phải em chưa làm cả nhà nhá, cắt kéo là em cũng làm rồi, em làm từ năm 2014 cả nhà, năm 2014 đến năm 2016 là em dùng kéo, em tỉa. Nếu mà nói
Nói chung là nếu mà tỉa vải là dùng kéo, là em dùng những cái năm ấy mà em tỉa nó đẹp lắm anh ạ. Riêng cây em tạo tán là cắt kéo là nó bằng phẳng, nhìn là những cành tăm, cành kẹ là em làm đẹp lắm. Ví dụ như những cái cành, ví dụ em cho cả nhà xem những cái cành cắt kéo ấy. Đấy, nó ví dụ như thế này. Đây, cành này này, 1 này, 2 này, 3 này, nó ra 3 cành này. Cắt kéo đấy thì là mình sẽ cắt vào đến cái đoạn này. Cái đoạn gốc của nó này ra đến đây thì mình sẽ cắt đến đoạn này, và cắt đến đoạn này và đoạn này. Cắt tạo tán đấy, cắt rất đẹp. Đấy. Em làm những năm ấy thì là em cắt cành giữa đi. Để cành này, cành ngoài này với cành bên này thôi, cành giữa là em cắt vào bên trong, còn hai cành này nó em để thò ra. Đấy. Em cắt tạo tán đấy, em làm đẹp lắm cả nhà. Nhưng mà em làm trong vòng 3 năm liên tục ấy thì là em thấy cái cây của mình ấy nó bị yếu cả nhà, nó yếu. Nếu mà bác nào mà làm độ tầm 1 năm hoặc 2 năm là chưa việc gì nhá. Nhưng mà các bác làm đến năm thứ 3 là các bác sẽ thấy cái cây của mình yếu hẳn. Đấy. Cây của mình yếu ấy thì là nó không, cái lộc nó ra không được đạt nữa cả nhà. Đấy, những bác mà làm kéo đấy thì là các bác làm một năm 1 năm 2 đấy, các bác chưa thấy đâu nhá cả nhà nhá. Chưa thấy đâu. Thì em trải qua rồi thì em mới bảo thôi, chứ còn những cái bác bảo là làm kéo với làm dao thì khác gì nhau. Còn năm ngoái đấy thì là cũng tranh luận rất gay gắt là làm theo tôi ấy, làm kéo ấy thì đẹp hơn nhiều. Đấy. Thì những bác mà cứ xem những cây vải của mình đi. Đây này. Đây thì em lên quay vườn này là năm nay là dùng kéo nhá. Đấy. Đấy, cái mẫu dùng kéo này. Đấy cả nhà nhá. Là vườn này dùng kéo nhá. Đấy, vườn này dùng kéo, nhưng mà không biết là tỷ lệ dùng kéo được bao nhiêu năm rồi. Đây cái mẫu cắt kéo đây này. Đấy. Đây mẫu cắt kéo đây. Nó bằng cái này này. Đấy. Nhưng mà không biết dùng được bao nhiêu năm thì em sẽ lần từ trong ra cả nhà. Em sẽ lần từ trong ra cho cả nhà xem nhá. Là dùng kéo được bao nhiêu năm. Đấy. Thì mình phải xem từ trong gốc. Từ trong cái cây ở trong gốc này ra thì mình mới nhìn thấy được. Đấy. Ví dụ đây. Đây này. Đấy cắt kéo bằng đây này. Đấy, cả nhà xem nhá. Đấy bằng đây nhá. Thì tương tự như đây. Đây cành cắt kéo đây. Đấy. Đây gọi là 1 năm này. 1 năm này. Ra đến đầu ngoài này. 2 năm này. Đây 2 năm nhá. Ra đến đầu này. Đầu này là 3 năm này. Đấy 3 năm nhá. Đầu kéo đây. 1 năm đây. 2 năm đây. Đấy. Vào bên trong này là 3 năm. Đấy, phát triển từ trong này ra. Cứ gọi là như vậy. Thì vườn này làm 3 năm. 3 năm kéo. Thì các bác nhìn nhìn cái vải này. Đấy, 3 năm kéo nhìn nó khác không? Đấy. Nếu mà 3 năm ấy bình thường, nếu mà làm lộc ấy, làm dao đấy, lộc nó sẽ rất đẹp nhá, nó không bao giờ còi này. Đấy. Đây này. Đấy cả nhà nhìn này. Đấy. Đây. Nó chết rút xuống đây này. Đấy, chết rút xuống đây này. Đấy các bác nhìn lần làm kéo rồi nó như vậy nhá cả nhà nhá. Đấy năm nay mà lộc này. Đấy. Cắt kéo nó bằng phẳng này. Lộc nó ra rất yếu này. Đấy. Nếu mà bình thường ấy cả nhà, nếu mà bình thường ấy, nếu mà dùng dao ấy là cây nó không bao giờ như thế này. Nó đẹp lắm cả nhà. Đấy. Những lần là vườn dùng kéo ấy, thì là các bác tự cảm nhận thôi. Đấy. Vườn cũng gọi là chăm ăn phân đầy đủ, chứ không phải là không ăn phân đầy đủ. Đấy, nếu mà bác nào mà làm năm, đây là vải tơ nhá cả nhà nhá, đây là vải tơ nhá.
Nếu mà bác nào mà làm đến năm thứ ba đấy là cây 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 vải của mình ấy, thì là các bác tự cảm nhận thì các bác mới thấy được đấy, chứ còn là các bác cứ đi tranh luận đấy thì là em cũng không biết nói thế nào đấy cả nhà nhá. Đấy, nếu mà các bác ấy cứ tự tự làm kéo đi, các bác cứ làm kéo 3 năm đi, so với không thì bây giờ như thế này. Nếu mà các bác không tin đấy, các bác cứ để hai cây cùng nhau, xong là các bác một cây là các bác dùng kéo, đấy, chuyên dùng kéo, còn một cây là chuyên dùng dao. Các bác làm hai cây như nhau, xong là tỉa đúng như nhau, mà đúng đến cái đoạn như thế là các bác chăm đúng như thế vào phân y như thế, và các bác chăm làm thì các bác cứ làm như thế 3 năm thì các bác xem là các bác khác biết là cây nào nó sẽ đẹp hơn. Đấy, cái đấy là mình tự rút ra kinh nghiệm. Đấy, là em làm trước rồi thì em biết rồi, thì là em mới lên video là em bảo cả nhà. Nếu mà bác nào tin thì làm, mà bác nào không tin thì thôi. Đấy, bác nào dùng kéo thì dùng, mà bác nào dùng dao thì dùng. Đấy, cái đấy là tùy. Đấy là em lên video thì là em cái gì trải qua rồi thì là em mới bảo cả nhà thôi, chứ còn cái gì biết thì em bảo, còn cái gì gọi là nó xấu thì là em khuyên cả nhà là không nên làm. Đấy, thế thôi. Chứ còn về những cái vấn đề ấy, thì là thắc mắc hay là chưa hiểu, chưa biết về cây vải ấy, thì là cả nhà comment ở phần dưới bình luận hoặc là kết bạn Zalo qua số điện thoại là 0982 506 986. Có gì thì các bác cứ kết bạn Zalo, xong các bác gửi hình ảnh cây vải lên và cây vải nó bị lộc, nó bị như thế nào và bị bệnh như thế nào, xoăn lá hay là cái gì ấy, hay là tỉa chưa đúng kiểu hay là như thế nào đấy. Các bác cứ kết bạn Zalo, các bác gửi hình cây vải sang là em biết là cây vải nó như thế nào, là em chỉ nhìn qua là em biết rồi. Đấy, những cái quả vải đấy mà các bác sau này ấy là nó bị gọi là từ lúc kết trái đấy, trái non đấy, đến lúc trái già hái ấy, thì quả nó như thế nào, các bác chỉ cần là lên video, các bác chỉ cần chụp hình gửi qua Zalo, các bác chỉ cần là những cây vải nó bị nứt này, hay là bị chấm nhiều này, chấm mắt cua này, hoặc là bị tràm này, là các bác đánh thuốc nó không khỏi này, là các bác chỉ cần gửi cái hình ảnh qua cho em là em chỉ cần nhìn qua quả vải của bác chăm là nó có đạt hay không, là tại sao quả vải nó lại bị đen mắt cua mà phun không khỏi, mà là tràm nó tràm mực nó rỉ ra phun nó không được. Đấy, các bác gửi qua em chỉ cần nhìn tràm nó có loang lổ phun nó có khỏi hay không, mà nó có tẩy được hay không. Cái loại tràm mà gọi là mình hay nói gọi là không phải tràm, mà cái đấy gọi là mắt cua với lại cái đen đen đi, thì như là gọi gọi không phải tràm, mà cái đấy là gọi là rỉ sắt đấy, phải rồi, rỉ sắt đấy, rỉ sắt mắt cua đấy. Cái rỉ sắt ấy thì nó đen như như nhựa đường ấy, thì các bác phun cái loại đấy mà không đi ấy, thì sau này ấy, là nó sẽ bị thối nứt ra cái chỗ rỉ sắt đấy nhá cả nhà nhá. Các bác phun không khỏi là nó hay bị nứt ra cái rỉ sắt đấy. Đấy, còn cái mắt cua ấy thì là nó như mắt con cua ấy, nó bé tí thôi, cái chấm nó bé tí thôi. Nếu mà các bác phun không khỏi ấy, sau này là cái chấm mắt cua ấy thì là nó sẽ bị nổ ra cái chấm mắt cua ấy, thì các bác đi bán vải thì các bác thấy rồi. Tại sao vườn mình lại thối và nứt nhiều như vậy, là nó thối ra cái chỗ rỉ sắt với mắt cua ấy, nó thối ra hai cái chỗ đấy. Nếu mà các bác phun bệnh khỏi ấy, thì là nó sẽ không, cái đấy nó sẽ teo đi và nó không phát triển. Là khi nào quả mà chín nó lớn nó giãn ra ấy, thì là cái đấy không phát triển được, thì là nó không bị nứt. Đấy cả nhà, đấy thì video lên như vậy thôi. Thì các bác nào mà không không hiểu đấy, các bác cứ kết bạn Zalo xong là gửi hình qua cho em. Đấy, video lên như vậy thôi, rồi em xin được chào cả nhà.